Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Địa ốc trên kênh truyền hình SBNC. Và như thường lệ, trước khi đến với những thông tin chi tiết, chúng tôi xin mời quý vị điểm qua một số tin tức đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi đến trong bản tin kỳ này. Bất động sản phát mãi có hấp dẫn nhà đầu tư ngoại. Trung Quốc xây dựng cao ốc ồ ạt để rồi bỏ hoang. Vạn Tường, thành phố cấp xã tại Quảng Ngãi bây giờ ra sao? Quận 2 vừa công khai thông tin chấm dứt thực hiện 5 dự án nhà ở với quỹ đất lên đến 380.000 m². Chủ trương tạm dừng các dự án nhà ở đã được Thủ tướng chỉ thị cách đây 2 năm. Tuy nhiên, theo báo cáo từ các địa phương gửi cho Bộ Xây dựng, số lượng dự án tạm dừng là rất ít. Theo Ủy ban Nhân dân quận 2, trong 5 dự án nhà ở chấm dứt triển khai, có 2 khu nhà chung cư The Novaland 1 và 2 của công ty địa ốc Nova tại phường Thảo Điền. 3 dự án khác bao gồm khu nhà ở phường Bình Trưng Đông, Cát Lái của công ty VNS làm chủ đầu tư và khu cao ốc thương mại và chung cư của công ty Sài Gòn Rita làm chủ đầu tư. Mặc dù Thủ tướng đã có chủ trương tạm dừng các dự án nhà ở gần 2 năm nay, tuy nhiên Bộ Xây dựng cho biết, tính đến nay chỉ có 138 dự án báo cáo tạm dừng từ 19 địa phương, riêng thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 37 dự án tạm dừng. Số dự án tạm dừng chỉ chiếm 3,7% tổng dự án. Theo Bộ Xây dựng, con số này là quá ít vì các địa phương chưa mạnh tay rà soát và phân loại dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa cho biết, vào ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, thì thành phố sẽ tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giao đất giao dịch thực tế tại 577 xã, phường và thị trấn để làm cơ sở xây dựng bản giao đất cho năm 2014. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ là đơn vị khảo sát giá đất giao dịch thực tế tại thành phố Hà Nội. Nửa cuối tháng 9 năm 2013, đơn vị này sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất phương án giá cho năm 2013. Dự kiến bản giá đất được ban hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2014. Hiện bản giá đất năm 2013 của Hà Nội quy định mức giá trần ở mức 81 triệu đồng một mét vuông, áp dụng cho một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, trên thực tế, giá đất giao dịch trên thị trường cao gấp nhiều lần so với bảng giá đất của thành phố công bố, như giá đất tại các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào có giá trị giao dịch thực tế khoảng 500-700 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị, bất động sản được cho là chiếm tỷ trọng lớn trong số tài sản thế chấp hiện nay tại các ngân hàng. Và trong bối cảnh các nhà băng đang ra sức xử lý nợ xấu để tự khơi thông nguồn vốn, thì nhu cầu ngày càng tăng trong thanh lý phát mãi bất động sản để thu hồi nợ là hoàn toàn có thực. Vậy bất động sản phát mãi liệu có hấp dẫn nhà đầu tư ngoại hay không khi mà đại giảm giá của thị trường bất động sản nói chung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại? Để hiểu rõ hơn phần nào mối quan tâm của nhà đầu tư ngoại đối với loại hình bất động sản này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Robert Johnston, giám đốc bộ phận cho thuê thương mại của nhà tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield. Ông có nhận thấy làn sóng bất động sản phát mãi tại Việt Nam đang lên cao và đây cũng chính là điểm hấp dẫn nhiều nhà đầu tư ngoại không? As we've talked about earlier today, currently. Đúng là hiện nay làn sóng phát mãi bất động sản tại Việt Nam là khá lớn. Tuy nhiên xu hướng này đã bắt đầu được 2-3 năm rồi, không phải bây giờ mới có. Thực tình mà nói làn sóng này không hấp dẫn nhà đầu tư lắm đâu. Và để cải thiện tình hình này thì chỉ có cách phải bán loại bất động sản này với đúng giá trị thực của nó, chứ không phải căn cứ trên giá trị sổ sách như hiện nay. Vậy đây có phải là thời điểm tốt cho các nhà đầu tư ngoại thu gom bất động sản từ nguồn phát mãi của các ngân hàng tại Việt Nam? Và những bất động sản này sẽ có tiềm năng trong 2-3 năm, thậm chí là 5 năm tới chẳng hạn. So that links to the first question is that if there is action taken by the government. Nếu câu hỏi rằng liệu đây có phải là thời điểm tốt để thu gom bất động sản thanh lý tại Việt Nam không, thì tôi sẽ nói là có, nhưng với điều kiện không phải theo giá trị sổ sách. Bởi các loại bất động sản bình thường không thế chấp, ngân hàng cũng còn đang rất giá kia mà. According to you, which is the countries that has a great. Vậy theo ông, ai là những nhà đầu tư đang rất quan tâm đến bất động sản tại Việt Nam nói chung? Tôi nghĩ đó là các nhà đầu tư Hàn Quốc. Họ là những người rất quan tâm đến bất động sản Việt Nam, nhất là bất động sản công nghiệp. Nhà đầu tư Hàn Quốc đang chứng tỏ mình có năng lực tài chính, năng lực quản trị rất tốt với các dự án này. Theo quan điểm của tôi, nhà đầu tư Hàn Quốc thực sự rất mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Xin cảm ơn ông.
Ngày 22 tháng 6 vừa qua, công ty nhà điện Phúc Thành đã làm lễ khánh thành công viên nghĩa trang Phúc An Viên. Đây là nghĩa trang tập trung đầu tiên xây dựng theo quy hoạch vùng của thành phố Hồ Chí Minh. Phúc An Viên được quy hoạch trên khu đất có tổng diện tích hơn 18 hecta tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Dự án được xây dựng bao gồm nhiều khu chức năng riêng biệt, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau như khu khuôn viên, khu công viên, khu đền thờ, khu hỏa táng, khu địa táng, nhà lưu tro cốt, v.v. với thiết kế mang đậm chất Á Đông. Đại diện nhà đầu tư cho biết tổng kinh phí cho dự án là 800 tỷ đồng. Hiện nay là trên địa bàn thành phố là rất là không có vị trí mà quy hoạch dùng để mà cấp đất mà cho là khu quy hoạch tập trung để mà xây dựng cái nghĩa trang tập trung, thì hầu như là tự phát là mất mỹ quan đô thị. Chính vì vậy thành phố mới quy hoạch là dùng để mà tập trung về quy hoạch, thì thành phố mới chọn vị trí là tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Phúc An Viên có thể cung cấp từ 10.000 đến 12.000 chỗ địa táng và hơn 100.000 chỗ hỏa táng, phục vụ cho nhu cầu người dân thành phố, đặc biệt là tại quận 9. Ngay sau khi Phúc An Viên đi vào hoạt động, công ty nhà điện Phúc Thành cũng đã lên kế hoạch đầu tư dự án công viên nghĩa trang tiếp theo tại Đồng Nai với tổng diện tích lên đến 50 hecta. Thưa quý vị, đến đây thì phần 1 của bản tin Đi Ấp xin tạm thời khép lại. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin đáng lưu ý như sau. Trung Quốc xây dựng cao ốc ồ ạt để rồi bỏ hoang. Đập thủy điện trên sông Ninh, ai được lợi, ai gánh hại?